Alo bố ạ. Ừ, bố đây. Sao còn tháng rồi mày mới gọi về thế hả con? Tao tưởng mày lấy con vợ Nhật mà mày quên hết cả bố mẹ rồi đấy. Đâu bố, mới mua cái sim 8 sim bằng 1 triệu 6, mấy tạ thóc mà mua về nhận được mỗi cái nịt bộ. Về cái điểm này thì mày y hệt con mẹ mày. Sao mày không có một chút thông minh nào lấy mày lấy từ tao nhỉ? Suốt ngày tao thấy mày xem TikTok để đăng video TikTok mà mày không có biết đến cái công ty Sunshine à? Công ty mà bán sim giá rẻ đấy. Mày chỉ cần xem livestream của họ thôi là người ta sẽ bán cho mày một cái sim giá rẻ luôn. Cái gì? Bố cũng chưa top top á? Bố xịn thế. Nhưng bố được biết đấy, thì họ sẽ livestream bình thường hàng ngày lúc 11 giờ. Còn buổi tối thì là từ 18 giờ trở đi vào những ngày thứ tư, thứ năm và thứ bảy chủ nhật. Ngay buổi tối hôm nay thứ tư, mày xem livestream của bên đấy, mày chốt cho bố ngay một cái sim, không có tiền bảo bố cho. Bố đúng là bố của con. Thế nha bố nha, để tối nay con xem livestream mà ok thì con sẽ mua một cái sim để tặng gái, để gọi điện về cho bố mẹ nha. Bye bye bố nha. Suốt ngày gái gú, được điểm này giống bố đấy. Thế, bye nha.